Còn đây là công năng bằng 3D các bạn nhé. Đây. Rất trực quan thế này. Khu vực này là thông tầng. Xin chào các bạn đến với kênh Canxi HX. Ngày hôm nay Đạt xin giới thiệu với các bạn một căn nhà được thiết kế cho anh Huy tại Hà Tĩnh các bạn nhé. Thì đây là mặt tiền của ngôi nhà. Anh Huy qua tìm hiểu trên mạng truyền thông, anh đã quyết định gọi điện cho Đạt và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh Huy. Và từ đó thiết kế cho anh một ngôi nhà gác lửng. Đây là ngôi nhà gác lửng chứ không phải là nhà 2 tầng các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy hình ảnh khuôn đất của nhà anh. Nhà anh đang trồng ngô, cây ngô chuẩn bị là lên luống, lên màu rồi. Nhưng mà anh sẽ đặt ngôi nhà mới của mình, ngôi nhà tương lai của mình. Và đây là những cái hình ảnh ngôi nhà của anh. Các bạn sẽ thấy đây, mặt tiền của ngôi nhà nhìn từ bên ngoài, nhìn từ bên ngoài từ cổng vào các bạn nhé. Còn đây là góc chéo của công trình với mặt tiền là hệ màu trắng sáng, kết hợp với đó là ốp gạch inox, gạch inox ở khu vực là cửa sổ này các bạn này. Cửa sổ này là mục đích để lấy sáng, lấy gió. Lan can ban công này là giả các bạn nhé, giả chứ không có đi ra được khu vực ngoài này. Các bạn hãy ngắm lại mặt tiền của ngôi nhà. Đây là một số góc nhìn bên trong nội thất của công trình, các bạn hãy xem đây, rất là đẹp. Đây là phần nội thất công trình, phòng thờ này, rồi khu vực bếp. Đấy, khu vực bếp các bạn nhé. Ta sẽ đi vào công năng của ngôi nhà. Thì với diện tích theo chiều ngang là 5m, còn chiều sâu của nhà là hơn 16m, gần 16m rưỡi đấy, tính cả cái phần sảnh này nữa. Bước lên 3 bậc là sảnh, rồi tới phòng khách. Phòng khách là rộng là 22m2. Tiếp theo đó là cầu thang đi lên là 21 bậc. Phòng ngủ kế tiếp là phòng ngủ 1, có diện tích rộng là 13m2. Tiếp theo sẽ là bếp ăn. Bếp ăn là rộng 18m. Tiếp theo là phòng tắm và nhà vệ sinh được tách riêng. Máy giặt, bàn rửa được tách riêng ở khu vực này. Bếp thì rất rộng và thoải mái. Cửa sổ lấy sáng ở khu vực này. Toàn bộ là phòng ngủ này, rồi là bếp này, cửa sổ lấy sáng là phòng khách này. Rồi có một lối tiếp cận đi về phía sau sân vườn của nhà anh là ở khu vực này. Còn đây là 3D của nó các bạn nhé. Đây, 3D của mặt bằng. Công nghệ này rất là mới, được khai áp dụng cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế đến từ HX. Đây, các bạn sẽ thấy rất trực quan và dễ hiểu như thế này. Phòng khách này, phòng ngủ này, phòng bếp này. Đấy, nhà tắm, nhà vệ sinh như này, rất trực quan như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy. Các bạn chú ý kỹ thì hãy dừng hình điện thoại và TV để ngắm nghía chức năng bằng 3D của công trình. Tiếp theo là mặt bằng tầng 2. Tầng này là tầng lửng các bạn nhé, sẽ thông tầng, thông tầng. Và phòng thờ ở đây là rộng 15m2. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai rộng là 12m2. Phòng ngủ thứ ba cũng rộng là 11m2. Nhà vệ sinh ở sau cùng, chung vách tắm luôn. Đường luồng rộng là 11,2m. Đấy, rất trực quan và chi tiết như này, các bạn sẽ thấy. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Với diện tích rộng là 5m, chiều sâu của nhà là 16m. Ta sẽ bố trí công năng như này. Ngôi nhà có 3 phòng ngủ. Còn đây là công năng bằng 3D các bạn nhé. Đây. Rất trực quan thế này. Khu vực này là thông tầng, không phải nhà 2 tầng mà nhà các lửng thì sẽ thông tầng lên như này. Đây là phòng thờ này. Tiếp theo là hai phòng ngủ này. Rất trực quan thế này. Đây. Để các bạn có một cái góc nhìn trực quan nhất có thể. Rất là chi tiết. Đấy, để Đạt quay cho các bạn xem. Còn đây là hồ sơ thiết kế của nhà anh Huy. Thì các bạn sẽ thấy là cứ 2D kết hợp với 3D rất trực quan và chi tiết đầy đủ. Rất trực quan. Phần kết cấu cũng tương tự như vậy. Kết cấu thì có quy định về thép, thép móng, cột dầm sàn, mái. Đấy, thống kê thép đều có đầy đủ. Tương tự là phần điện cũng vậy. Đấy, rất chi tiết. Các bạn hãy hình dung lại công năng của ngôi nhà. Nếu các bạn yêu thích bộ hồ sơ này và muốn mua lại thì hãy liên hệ ngay với Đạt để được giảm giá 50% phần hồ sơ. Hoặc các bạn yêu thích một mẫu nhà nào ở trên mạng và muốn Đạt thiết kế thì hãy liên hệ ngay với Đạt để được ưu đãi về phần thiết kế. Các nhà thầu ở trên cả nước có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với Đạt để được giảm giá thiết kế ưu đãi nhất thị trường.
Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu nhà tiếp theo.